Xin chào cô chú anh chị, chào các bạn. Đây là tuyến đường đất dẫn vào mảnh vườn mà mình giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau tham khảo ở trong video này nhé mọi người. Và cái tuyến đường này là đường thông, đường đi chung của làng của xóm. Mảnh vườn mà mình giới thiệu đây thì bám hai mặt tiền đường, một mặt tiền đường chính và một mặt tiền đường phụ. Quan trọng hơn đó chính là cái mảnh vườn này thì nằm ở khu vực dân cư, nhiều nhà vườn ở tại chỗ nhé mọi người. Tức là người dân người ta sinh sống, định canh định cư trên chính mảnh vườn của mình. Mình giới thiệu đây thì có địa chỉ tọa lạc tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Khoảng cách từ đây cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi ra tới đường quốc lộ 14A, trung tâm trường chợ thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta mất khoảng 3 cây số. Còn khoảng cách từ đây cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi tới đường bê tông thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta mất khoảng là 800 mét nhé mọi người. Đường dẫn vào mảnh vườn này thì rất là thuận lợi. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta có thể di chuyển thoải mái bằng xe cơ giới. Mảnh vườn này thì có diện tích rất là rộng tới gần 7 hecta. Tuy nhiên sổ đang thể hiện mới chỉ có 6 hecta nhé mọi người. Mảnh vườn này thì bám rất là nhiều hồ, có 5-6 cái hồ ở phía dưới. Tức là cô chú chị và các bạn chúng ta cứ hình dung mảnh vườn của chúng ta đúng như một cái mom đảo nhé mọi người, một cái bán đảo và được bao bọc xung quanh là hồ. Nếu như cô chú chị và các bạn chúng ta khơi thông những cái hồ nhỏ này thành một cái hồ lớn thì thực sự mảnh vườn của chúng ta đúng như một bán đảo. Quan trọng hơn đó chính là mảnh vườn của chúng ta đi ra tới đường quốc lộ 14A, trung tâm trường chợ thì rất là gần và nằm trong khu vực dân cư, đường đi lối lại thuận lợi. Và với tổng diện tích đất đang sử dụng là gần 7 hecta, diện tích đất đang thể hiện trong sổ là 6 hecta, mua bán theo hiện trạng sổ nhé mọi người. Thì bác chủ nhà đã xây dựng cho chúng ta hai ngôi nhà kiên cố, có hệ thống điện 3 pha. Và cây trồng thì trên mảnh vườn này có những cây trồng sau. Cây trồng của chúng ta chủ lực là hồ tiêu và cà phê. Số lượng hồ tiêu của chúng ta là hơn 2.000 trụ tiêu đang cho thu chính và đẹp như thế này. Còn cà phê của chúng ta là gần 2.500 cây cà phê nha mọi người. Sầu riêng của chúng ta thì có 30 cây là sầu riêng cổ thụ, sầu riêng Thái, bước vào năm thứ 12, năm thứ 13. Nước nôi thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta yên tâm, bởi vì xung quanh mảnh vườn của chúng ta ấy, hoàn toàn là hồ, được bao bọc bởi hồ. Thế đất của chúng ta thoải nhẹ từ trên xuống dưới, một cái thế đất cực kỳ dễ chịu, một cái thế đất mà chắc chắn khi cô chú anh chị và các bạn, những người đam mê làm nông nghiệp, chúng ta tới đây chúng ta không chê ở điểm nào nha mọi người. Đây là ngôi nhà của chúng ta nha mọi người, đây là ngôi nhà mà bác chủ nhà đang ở, đang sinh sống trong ngôi nhà này. Ở phía ngoài thì chúng ta còn một cái nhà xây nữa. Và ngôi nhà xây đó thì bác chủ nhà đang dùng để mà cho người làm ở. Nhà chính của chúng ta thì có sân sướng rộng rãi, bên trong thì có đầy đủ những cái phòng chức năng để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta chỉ việc dọn đồ vào, chúng ta ở và chúng ta canh tác nữa thôi. Nhà cũng xây dựng kiên cố bài bản nha mọi người. Đầy đủ những phòng chức năng, phòng khách, phòng ngủ và khu vực nhà vệ sinh. Ở ngoài thì chúng ta có nhà kho nữa. Nói chung thì với ngôi nhà này, cô chú, anh chị và các bạn chúng ta tới đây, chúng ta không muốn xây dựng nhà cửa thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta có thể vào và chúng ta ở luôn cũng được nha mọi người. Bởi vì hiện trạng thì bác chủ nhà cũng đang ở, đang sinh sống trên chính ngôi nhà này. Còn đây là khu vực mà bác chủ nhà đang trồng sầu riêng. Tổng sầu riêng của mình vườn này là 30 cây. Và 30 cây này thì rất là lớn tuổi rồi, năm thứ 10 năm trở lên, cho trái rất là nhiều. Về giá bán của mảnh vườn này là 7.500.000.000 có thương lượng. Trong trường hợp cô chú anh chị và các bạn chúng ta mua tổng thể luôn thì bây giờ cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ được thu hoạch sầu riêng với mức giá là 7.500.000.000. Còn nếu như bác chủ nhà bán sầu riêng thì bác chủ nhà sẽ trừ cái tiền sầu riêng đấy đi. Còn về giá của mảnh đất này là 7.500.000.000 có thương lượng. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta khi vào đây, cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ thích về cái thế đất này luôn nha mọi người. Bởi vì thế đất lại nhẹ cực kỳ phù hợp để cô chú anh chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp. Bên cạnh đó, mảnh vườn của chúng ta nằm ở vị trí khuất gió nữa, nước nôi dồi dào. Mảnh vườn này sẽ đáp ứng đầy đủ những yếu tố cần thiết để cô chú anh chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp. Toàn bộ sầu riêng của chúng ta ở phía dưới này đều đang cho thu chính, năm thứ 10 năm trở lên nha mọi người, những cây sầu riêng cổ thụ. Và nếu như cô chú anh chị và các bạn chúng ta mua mà chúng ta thích trồng sầu riêng vào đây thì rất là phù hợp, bởi vì mảnh vườn của chúng ta kín gió. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta cứ nhìn những cây sầu riêng cổ này là chúng ta thấy được rồi, mảnh vườn của chúng ta đẹp cỡ nào. Và cái thế đất ở phía dưới này, cô chú anh chị và các bạn chúng ta thấy được đấy, thế đất lai nhẹ từ trên xuống dưới, một cái thế đất rất là dễ chịu để cô chú anh chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp. Không chỉ có sầu riêng mà mảnh vườn này rất là nhiều loại cây ăn trái khác nhau nữa nha mọi người, như bưởi, mít, nhãn,
vải, đủ các thể loại luôn. Một mảnh vườn với đầy đủ các loại cây ăn trái khác nhau. Đan xen vào đó là những cái cây công nghiệp dài ngày, bao gồm có hồ tiêu, có cà phê. Thế đất của mảnh vườn này thì cực kỳ đẹp, xứng đáng để cô chú, anh chị và các bạn, những người có tầm tài chính lớn, chúng ta đầu tư canh tác nông nghiệp. Bởi vì diện tích của mảnh vườn này rất là rộng, cho nên là mình quay video tương đối dài. Cô chú, chị và các bạn, chúng ta, những người mà có tầm tài chính mà quan tâm tới mảnh vườn này thì chúng ta cố gắng theo dõi hết video nha mọi người. Về giá cả, về diện tích, về vị trí miếng đất thì mình cũng báo hết rồi. Ai quan tâm thì chúng ta theo dõi hết video nhé mọi người. Còn về nguồn nước thì cô chú, chị và các bạn, chúng ta yên tâm, bởi vì mảnh vườn của chúng ta đúng như một cái bán đảo được bao bọc bởi các cái hồ tự nhiên. Nếu như cô chú, chị và các bạn chúng ta có điều kiện tốt hơn thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta khơi thông những cái hồ này ra, tạo thành một cái hồ lớn. Khi đó mảnh vườn của chúng ta nhìn từ trên cao đúng như một cái bán đảo nha mọi người. Nước không bao giờ thiếu. Chúng ta tưới bằng điện ba pha. Ống tưới máy móc thì bác chủ nhà đã chôn sẵn rồi. Bây giờ cô chú, anh chị và các bạn chúng ta vào đây, chúng ta chỉ việc bật máy và chúng ta tưới nữa thôi. Nếu như cô chú, anh chị và các bạn chúng ta mua mảnh vườn này, chúng ta làm kinh tế, thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta yên tâm về nguồn nước, về thế đất, về hướng gió. Cơ sở hạ tầng thì bác chủ nhà đã xây dựng đầy đủ rồi, gồm có nhà ở chính và nhà cho công nhân ở. Hệ thống điện thì chúng ta dùng điện ba pha. Đường đi nối lại dẫn vào mảnh vườn này thì cũng tương đối thuận lợi, giúp cho cô chú, anh chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp rất là thoải mái. Đấy, thấy đất của chúng ta lai nhẹ từ trên xuống dưới, cô chú, anh chị và các bạn chúng ta quan sát thấy thì quả thực đây là một trong những cái thấy đất rất là hiếm gặp ở Tây Nguyên nha mọi người. Mà cụ thể đây đó chính là ở tỉnh Đắk Nông. Mình quay hết khu vực mà bác chủ nhà trồng sầu riêng, trồng màu và trồng tiêu. Tiếp tới thì mình sẽ tiến sang ở phía bên kia và mình sẽ quay về khu vực bác chủ nhà trồng cà phê để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta nắm được tường tận nha mọi người. Nhưng trước khi quay về cà phê thì mình quay toàn cảnh lại cái khu vực mà bác chủ nhà trồng hồ tiêu, nước nôi để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta nắm được tường tận đã. Rồi mình tiếp tới mình sẽ quay về cà phê nha mọi người. Tổng diện tích của mình vườn này là gần 7 hecta, sổ chính quy của chúng ta thể hiện là 6 hecta. Vị trí của thửa đất tọa lạc tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Trên mình vườn có sẵn hai ngôi nhà ở kiên cố, có điện ba pha, nước nôi thì dồi dào. Cây trồng trên mình vườn này thì bao đẹp, bao gồm có cà phê, hồ tiêu và đủ các loại cây ăn trái khác nhau, từ bơ, sầu riêng, mít, bưởi, nhãn, vải. Tuy nhiên, hai nguồn thu chính và chủ lực đó chính là cà phê, hồ tiêu và sầu riêng. Cà phê như thế này của chúng ta có 2.500 cây đang cho thu chính hết nha mọi người. Và cà phê thì cũng cực kỳ đẹp. Tâm tư, nguyện vọng của bác chủ nhà là muốn hồi hương về quê. Bởi vậy, bác muốn chuyển đổi cái mảnh vườn này một cách nhanh chóng nha mọi người. Giá 7 tỷ rưỡi là giá có thương lượng. Cô chú, chị và các bạn chúng ta muốn mua mảnh vườn này thì chúng ta cứ thương lượng trực tiếp với bác chủ nhà. Về nguồn thu trên mảnh vườn này thì chưa phủ kín hết nha mọi người. Chúng ta vẫn còn một quỹ đất trống nữa. Và cái quỹ đất trống này thì hiện trạng bác chủ nhà đang trồng bơ đấy. Và bơ này thì nói thật ý, là mấy năm trước ý, thì bơ có giá trị, còn bây giờ là không có giá trị mấy. Bởi vậy bác chủ nhà đang lăn tăn giữa chặt bỏ đi để trồng cây khác vào và giữ lại nha mọi người. Còn hiện trạng bây giờ vào, cô chú, chị và các bạn chúng ta sẽ được thu hoạch cà phê, hồ tiêu và sầu riêng. Và với ba nguồn thu này thì chắc chắn rồi, năm nay cô chú, anh chị và các bạn chúng ta cũng thu về khoảng 1 tỷ bạc nha mọi người. Và cái nguồn thu này sẽ trừ đi cái chi phí mua bán cho cô chú, anh chị và các bạn. Tuy nhiên thì với mảnh vườn này thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta cần phải đầu tư lâu dài. Cái quỹ đất trống thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta có thể trồng những cái loại cây mà cô chú, anh chị và các bạn chúng ta ưa thích vào. Nói chung thì với cái mảnh vườn này, rất là nhiều cái mô hình nông nghiệp chúng ta có thể áp dụng vào nha mọi người. Chúng ta có thể mô hình VAC, vườn ao chuồng, hoặc cô chú, anh chị và các bạn chúng ta chỉ thâm canh cây công nghiệp thôi. Đó là hồ tiêu, cà phê thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta trồng hết vào. Còn nếu như cô chú, anh chị và các bạn chúng ta muốn trồng cây ăn trái, mà cụ thể đây đó chính là sầu riêng, thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta trồng vào nha mọi người. Bởi vì thấy đất này khuất gió mà. Cà phê như thế này của chúng ta có 2.500 cây và đang cho thu chính hết nha mọi người. Cà phê thì đang rất là mạnh, đang rất là sung. Cái mảnh cà phê này thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta vào đây, chúng ta chỉ việc thu hái nữa thôi. Bởi vì phân bón đã được bác chủ nhà bỏ hết rồi. Bây giờ vào, cô chú, anh chị và các bạn chúng ta chỉ việc đợi đến ngày thu hoạch, chúng ta phát cỏ và chúng ta thu nữa thôi. Nước tưới thì bao la bát ngát. Cô chú, anh chị và các bạn chúng ta muốn để máy ở chỗ nào thì chúng ta hút nước ở chỗ đó thôi.
Bởi vì xung quanh mảnh vườn của chúng ta là hồ, toàn hồ là hồ. Đường nô thì đã được bác chủ nhà mở hết trong vườn rồi nha mọi người. Cô chú anh chị và các bạn, chúng ta di chuyển trong mảnh vườn ấy thì hoàn toàn bằng xe cơ giới hết. Một mảnh vườn rất là dễ chịu để cô chú anh chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp. Tới đây thì mình sẽ nhắc lại thông tin của thửa đất một lần nữa để cô chú anh chị và các bạn chúng ta nắm được tường tận. Tổng diện tích của mảnh vườn này là gần 7 hecta. Sổ chính quy của chúng ta là 6,2 hecta. Mức giá mà bác chủ nhà đưa ra dành cho mảnh vườn này là 7 tỷ 500 triệu có thương lượng. Trên mảnh vườn thì bác chủ nhà đã xây dựng sẵn cho chúng ta hai ngôi nhà kiên cố với đầy đủ điện nước, chúng ta sử dụng điện 3 pha. Nước tưới thì bao la bát ngát ở phía dưới bởi vì mảnh vườn của chúng ta đúng như một bán đảo. Về nguồn thu trên mảnh vườn này thì chúng ta có khoảng là 2.000 trụ tiêu đang cho thu chính, tiêu rất là đẹp. Còn cà phê thì chúng ta có khoảng 2.500 cây cà phê cũng đang cho thu chính, kết hợp với đó là 30 cây sầu riêng. Và toàn bộ 30 cây này đều bước vào năm thứ 15. Thế đất của mảnh vườn này lai nhẹ từ trên xuống dưới, một cái thế đất cực kỳ hiếm gặp nha mọi người, cực kỳ hiếm gặp ở trên địa bàn huyện Đắk Song. Một thế đất mà chắc chắn khi cô chú, anh chị và các bạn chúng ta tới đây, chúng ta không muốn ra về. Xem đến đây cô chú anh chị và các bạn, chúng ta cũng đừng quên nhấn vào nút like, đăng ký và quả chuông để ủng hộ mình. Thao tác này thì mất của cô chú anh chị và các bạn chúng ta chỉ 1 đến 2 giây thôi. Nhưng nhờ có thao tác này thì cô chú, anh chị và các bạn mới không bỏ lỡ bất kỳ một video nào từ kênh của mình. Cảm ơn cô chú, anh chị, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là một trong những mảnh vườn có thế đất đẹp nằm gần trung tâm trường chợ, nằm cách đường quốc lộ 11A chỉ có 3 cây số thôi, nằm trong khu vực dân cư. Một mảnh vườn với diện tích rộng, thế đất lai nhẹ, nước nuôi bao la bát ngát. Cơ sở hạ tầng đã được bác chủ nhà xây dựng bài bản rồi. Một mảnh vườn xứng đáng để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp. Tới đây thì thời lượng của video này cũng hết rồi. Cảm ơn cô chú, anh chị, cảm ơn các bạn chúng ta đã dành thời gian theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú, anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.